Thần tượng, chỉ nghe qua thôi là đã có thể cảm nhận được khoảng cách giữa ta và họ cách xa nhau đến thế nào. Thậm chí, dù có cơ hội được đứng trước mặt thần tượng, bạn cũng phải kiềm chế bản thân không được tiến lên một bước. Chỉ cần đứng đó lặng im nhìn họ tỏa sáng thôi đã là một niềm hạnh phúc. Hâm mộ thần tượng là một con đường không có lối về. Đã thích là không ngừng được, muốn rời fandom nhưng lại không nỡ. Tưởng chừng bỏ được, nhưng lại bị những điều vô cùng đơn giản kéo trở về. Lời người ấy nói, sinh nhật người ấy, sở thích người ấy, mọi thứ bạn đều nhớ rõ như in. Nhưng giống như hai đường thẳng song song, dù cho có kéo dài tới đâu thì mỗi người đều có mỗi cuộc sống cho riêng mình. Tình cảm giữa fan và thần tượng vốn dĩ rất khó lý giải. Nếu như trong tình yêu nam nữ, chúng ta luôn mong muốn chiếm hữu trái tim của đối phương thì đối với fan girl, họ có thể dành trọn tình cảm cho thần tượng, một người mà có thể cả đời cũng chẳng thể nào gặp gỡ. Có thể nhiều người sẽ cho rằng đó là thứ tình cảm ngốc nghếch, ấu trĩ, nhưng biết sao được, mỗi người sẽ có một quan niệm.